Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cũ Sài Gòn của em. Hôm nay em sẽ review cho các anh chị một chiếc xe cực kỳ hot trong thời gian sau Tết. Dạ, và rất nhiều các anh chị đang tìm kiếm dòng xe này, đó là chiếc Forerunner. Đây là chiếc Forerunner XLS số tự động nha các anh chị, một cầu bản 2.2 nha các anh chị nha. Thì xe thì có biển số ở Sài Gòn, pháp lý là xe cá nhân, nhưng mà xe này sản xuất 2019, đăng ký 2020, nhưng mà ô đô xe mới chạy được 23.000 thôi. Và xe còn rất là đẹp luôn nha các anh chị nha. Nước sơn xe là còn zin luôn nha. Xe đã được trang bị là nắp thùng hấp, và cái nắp thùng này mình có thể gấp lại được nha các anh chị nha. Và đây, cái này mình có thể gấp làm ba được nha các anh chị. Các anh chị thấy có ba cái khớp. Dạ, mình có thể lắp lại. Ở cái xe này cái anh chủ này ảnh mua để ảnh rồi là ảnh thích xe bán tải, ảnh có cảm giác lái thôi, chứ không phải là ảnh mua để ảnh kinh doanh gì hết nha các anh chị nha. Đây nhìn các anh chị, nhìn cái lốc thùng và các anh chị sẽ biết. Dạ đây ha, cái xe em vừa rửa luôn cho các anh chị luôn. Xe thì đã được trang bị là dán phim nè, nắp thùng, lốp thùng. Dạ, có camera lùi, cái màn hình là màn hình Android luôn nha các anh chị nha. Có gắn cam cặp lề luôn cho các anh chị nè. Và xe này là bánh xe cua chưa rớt luôn nha các anh chị nha. Đây các anh chị, chị nhìn ha. Dạ, xe, cái gầm xe còn rất là mới luôn. Dạ, xe vừa rửa xong, các anh chị nhìn nè, còn mới keng luôn á ha. Xe rất đẹp nha các anh chị. Bán tại bữa giờ khách hỏi em rất là nhiều. Dạ, cho nên là các anh chị mà đang có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ nhanh với em nha. Cái xe này về thì em nghĩ nó rất là bán rất là nhanh luôn. Bữa giờ bên em về nhiều xe, và hầu như là do cái nhu cầu sử dụng xe sau Tết rất nhiều, cho nên có nhiều anh chị đã lên chốt xe. Đây như đằng kia cái Mazda 6 ngày hôm qua em vừa về, thì hôm nay đã chốt cọc cho anh chị ở Sài Gòn mang về ha. Dạ, hôm qua em cũng về một chiếc Nova thì xe cũng bán rồi. Đây, ô đô xe chạy 23.000, bao các anh chị check hãng luôn. Dạ, đây là có phiếu là bảo dưỡng, nhắc bảo dưỡng của hãng luôn nha các anh chị nha. Xe là bảo dưỡng hãng đầy đủ nha các anh chị. Xe này vẫn là ghế nỉ nha các anh chị, khách chưa có làm ghế da nha. Đây, đây là màn hình Android nha. Cái này là ảnh đã đổi rồi, chứ màn hình trên của xe không phải là cái này nha các anh chị nha. Số tự động một cầu ha các anh chị. Đây các anh chị nhìn cái vô lăng rất đẹp luôn. Xe bên em cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng ngập nước nha, bao các anh chị đi chết hãng luôn. Bên em bán xe cực kỳ uy tín, các anh chị có thể lên trang Zalo của em và xem nha. Có nhiều anh chị là ở xa và chỉ cần coi qua clip của em là đã chuyển cọc cho em để giữ xe rồi. Dạ, đây ha các anh chị nha. Đây có camera hành trình luôn ha. Đây là có cam cặp lề luôn nha các anh chị nha. Có cam cặp lề luôn ha. Đây cái này anh chưa tháo ra luôn này. Xe còn đẹp quá. Quay như thế này cho các anh chị ở xa các anh chị sẽ nhìn thấy ha. Hôm qua có nhiều anh khách ở Hà Nội đã gọi điện thoại cho em ha, để chốt xe rồi đó, nhưng mà chưa có thời gian các anh chị. Anh ấy là đang đặt vé máy bay vô, thì các anh chị nào ở xa mà muốn xem xe clip xong và dạ, có thể chuyển cọc cho em vẫn nhận luôn nha. Và em khuyến khích là các anh chị khi chuyển cọc sau này mình vào để mình nhận xe và mình coi xe luôn cho chắc ăn các anh chị nha. Dạ, và cái giá của chiếc Forerunner XLS số tự động một cầu đời 2019, đăng ký tháng 1 năm 2020 này, xe này nhập khẩu Thái Lan luôn nha các anh chị nha, với cái giá là 655 triệu. Còn thương lượng thì các anh chị nào đang có dãy quan tâm về cái dòng xe bán tải này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902 600 126 nha các anh chị nha. Bên em vẫn có hỗ trợ cho các anh chị làm ngân hàng luôn. Dạ, các anh chị nào muốn bán xe hoặc muốn cấp đổi xe gì cũng có thể liên hệ với em luôn nha. Dạ, các anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em để theo dõi những video clip tiếp theo và những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.